lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao la thở dài em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Chung lời hát với tôi, từng ngày qua là thứ mắt ngơ. Nụ cười hay rạng rỡ dưới nắng mai, một đời bao đẹp tươi. Hãy yêu người, hãy yêu người, hãy yêu người. Người em, kia mai hôn trên môi em, bốn hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh, cho tôi yêu anh thêm từng ngày. Yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Chỉ như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Sẽ đem một tình câu dễ dời, yêu em không nói nên lời. Mình là người đẹp á thì xung quanh rất là nhiều người ghen ghét và họ sẽ hãm hại mình bất cứ lúc nào, giống như là ném đá sau lưng gì đó. Và nếu như mà mày không tránh được là lỗi của mày. À, vậy ý mày nói á, người đẹp á mà thường hay té là lỗi của họ phải không? Ừ, vậy thì mày cũng nên cẩn thận đi, tại vì mày cũng hay tự cho mình là đẹp lắm mà, phải không? Ừ, nó hơn nhau gì cái đầu. Ừ, mày cẩn thận đi. Để coi ai thông minh hơn ai. Ồ, làm gì vậy? Tao đâu nó đi đường này đâu. Mày phải té. Lần nữa hả? Dạ. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Chúng ta là đôi bạn thân. Không có mệt hả? Không, thương thương sao mệt được. À, dạ. Ê, tôi vô đây để thông báo đoàn mình sắp sửa có một chuyến đi từ thiện. À, đi từ thiện. À, vui quá vậy, đi từ thiện. Ủa, dạ. Nhưng mà là khi nào vậy anh Tư? Dạ. Ở chừng nào tôi thông báo là mình lên đường. Nhưng mà cụ thể là chừng nào á, để cho tụi em chuẩn bị sửa soạn. Dạ đúng rồi, chừng nào để bạn của em là bạn em sửa soạn. Tôi chừng nào tôi hú là mình lên đường. À, chừng nào đi là hú mới đi. Ồ, sao nó gấp gáp giống đi hành quân quá vậy anh Tư? Tình trường cũng như chiến trường vậy đó. Cái gì bất ngờ nó mới vui. Bất ngờ. Bạn vui. Để tôi đi về. Khỏi khỏi tiễn khách. Tôi tự ra, tôi tự đóng cửa. Đúng rồi, tự ra khỏi phòng là mình phải đóng cửa chứ. Không làm phiền hai người nữa. Sao tuyệt vời, không sao hết. Chỉ chúc hạnh phúc. Sao tôi bất ngờ hoài vậy? Bye Tư đó. Chào em. Mời em vô đây, mời em vô. Em chào anh Tư. Chào em. Hân hoan chào đón em. Mời em. Sao rồi anh? Đơn em được duyệt rồi. Đơn em được duyệt rồi. Vậy bây giờ em vào gặp Anna nhá. Chưa. Ồ, chưa vào thăm được. Mai hay gặp. Sao vậy anh?
giờ này mấy em nó đang tắm. Nếu tắm, người đẹp tắm, mình nhìn đã là cái tội. Mình nhắm mắt, tội còn nặng hơn tưởng tượng bậy bạ. Không có, tại em vui quá anh ơi. Mai mình đem gặp được anh. Giờ nào cũng được hết. Trời, ngoài trừ giờ tắm. Giờ nào, ngoại trừ giờ tắm. Em chờ cái em tắm xong em vô liền. À, em chờ anh. Mai tụi nó đâu có lịch tắm đâu. Đi làm từ thiện hay đi giữ event? Mình làm gì mà quá trang đậm lè đậm lét là mặc đồ nổi không vậy? Trời ơi, anh Tư ơi, anh biết tại sao tụi em là những người đẹp, những người tiêu biểu của cái phường mình mà bây giờ tụi em có mặc đồ đơn giản như thế nào nó cũng đẹp hả? Tại vì nó bị đẹp, nó bị lộng lẫy chứ tụi em không có muốn. Mấy em tự tin quá, cỡ nhan sắc như anh mà anh chưa dám nói. Đó, hôm nay anh thông báo với tụi em là chúng ta đi làm từ thiện ở mái ấm tình thương. Nơi đó là những trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Người ta ở trỏng, mình tới mình làm từ thiện. Mấy em ăn mặc kiểu này nè, mấy em nhỏ đó, nhiều khi người ta đi, người ta dịnh, người ta nắm như vậy á, lỡ mà nó té, nó tụt xuống một cái là chết luôn. Hiểu không? Mình phải ăn mặc kín đáo, đâu đó mình làm từ thiện. Cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Hiểu không? Thời gian đi làm từ thiện của đoàn của chúng ta là 2 tiếng đồng hồ. Hả? 2 tiếng hả? Chứ gì nữa, làm trò thiện phải tới vùng xa chứ đi gần đi chi. Nhưng mà anh ơi, em bị say xe. Đúng rồi anh Tư, em cũng bị say xe nữa. Ừ. Mà anh ơi, đi xe này mắc ói mà. Bị say xe hả? Tôi thủ sẵn hết rồi. Tôi biết mấy chị thấy là cũng nhõng nhẽo à, đi xe. Ủa mà sao hôm nay còn có mấy móng vậy? Sao rụng hết mấy càng rồi? Còn mấy đứa nữa đâu? Bệnh rồi, đúng rồi anh Tư bệnh rồi. Bệnh hả? Nghe làm từ thiện là bệnh phải không? Để tôi làm việc lại sao? Rồi, đi xe hơi á. Đi xe này á, phải tập đi cho đàng hoàng, đi lên ói ói ói. Ở trở nên thủ sẵn bao xốp rồi đó. Không được rồi, không được rồi. Bị xe xe như vậy là không được rồi. Sau này á, làm sao mà đi xe hơi đi chơi với đại gia được. Được. Trời ơi, phải tập tành vậy đó hả, khổ vậy. Còn như tôi á, xe hơi tôi đi từ nhỏ tới lớn, chả biết tập là gì, quen rồi. Trời ơi, tôi cũng vậy nè. Biết sao không? Tại vì bạn thân tôi có xe hơi á, tôi đi ké từ nhỏ tới lớn, cho nên là riết là cũng quen rồi. Quen cho nên là đâu cần phải có đại gia có xe hơi để tập tôi. Trời, đại gia tôi phải tập tập trời. Đi cười ghê luôn á. Có nhiều người á, bà có một chiếc xe hơi mà cũng khoe nữa. Nhà tôi nó không phải khoe chứ, ngoài xe hơi ra thì tôi còn có xe hàng, xe tải, xe ben một đống. Nhưng mà ý tôi nói với mọi người ở đây á, là mình á, đi xe hơi á, người ta không thấy mặt nó uổng lắm. Cho nên phải đi xe hơi mui trần với đại gia, hiểu chưa? Mình đưa cái mặt mình ra vậy nè. Có xe hơi á, có xe ben, có xe bồn, đi chăng nữa cũng là xe tầm thường thôi. Má gì đi xe mui trần hả? Lú cái đầu ra giống như chở chó đi chơi vậy đó. Rùi mũi đâu vậy nè, rùi mũi nè, rùi mũi, 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 rù
người mỗi thôi, thôi 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 dẹp hết đi. Tự nhiên khoe của khoe cải ở đây làm gì? Tất cả tập trung nè, lên xe đi làm từ thiện đi. Dạ. Lên lẹ lẹ lên lẹ lên lẹ lên giùm tôi cái đi. Có 2 tiếng đồng hồ à, đi lẹ lên tranh thủ lên đi. Cái gì vậy? Ai lên trước cũng được vậy, phải dành mình phải lên trước vậy. Khổ ghê luôn á, mấy con sâu chuối này chừng nào mới quá bướng đây. Dạ. Lên em lên đi. Dạ. Manh càng ra làm chi cho nó kẹt vậy? À, dạ, em xin lỗi anh Tư. Trời ơi. Ấy ơi, ấy ấy, cho mình là... Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Thiệt, ngồi đi từ thiện không chăng mấy bà cũng mệt luôn vậy đó. Xuất phát. Đi đâu đây? Dạ, con chào gì? Dạ, con đến tìm anh Tư Hằng ạ. Anh Tư Hằng? Dạ. Suốt ngày các anh Tư Hằng là sao? Kiếp Tư Hằng chi? Dạ không gì ơi, cái này vì con có giấy cấp phép được thăm thí sinh á, mà không biết đưa cho ai gì. Đưa cho tôi nè. Dạ. Thăm ai? Không có thí sinh thăm tôi đỡ được không? Dạ vậy giờ anh Tư Hằng đâu rồi gì? Đi rồi. Mấy thí sinh cũng đi rồi. Ông Tư Hằng vẫn đi từ thiện. Sáng nay xe ca tới đón, chiều tối mới về lận. Ồ. À. À. Dạ. Gì? Xin phép. Con đi về mai mốt con thăm sau. Dạ, con chào gì. Đàn ông con trai trẻ trung mắt sáng mà làm như quắm gà vậy. Ăn nói vô duyên, nghĩ sao kêu tôi ăn gì? Đã vậy kêu cha tôi hăng mà anh nữa. Ghét. Lại đây, lắng nghe tình yêu này. Cứ đi bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây, khi ta tin anh thấy mệt nhoài. Cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn hư. Nhau hát câu ca tuyệt vời, yêu nhau đi. Sao con tim tôi ra rơi, những ngọt ngào cùng hòa chung lời hát.